Chào mừng tất cả các bạn, chúng ta lại được gặp lại nhau trong lộ trình 30 ngày trở thành kế toán thuế chuyên nghiệp cùng Mộc Lan. Và nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến bài học số 10, hướng dẫn nhập hóa đơn mua dịch vụ. Đối với nhóm hóa đơn mua dịch vụ thì ở đây các bạn thấy có 3 hóa đơn. Một hóa đơn là vận chuyển, một hóa đơn xăng dầu và hóa đơn viễn thông. Thế thì cái hóa đơn xăng dầu và hóa đơn viễn thông, cái cách thức nó hạch toán như nhau, thì Mộc Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn mẫu nhập một cái hóa đơn viễn thông. Và đối với hóa đơn xăng dầu thì các bạn cũng sẽ nhập tương tự như hóa đơn viễn thông mà Mộc Lan hướng dẫn. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có một cái hóa đơn vận chuyển các bạn ạ. Nếu bạn nào đã xem video của Mộc Lan cái buổi số 9 phần 2, Mộc Lan có nhắc đến một cái trường hợp là cái cước vận chuyển nó tách biệt hẳn ra so với cái hóa đơn mua hàng. Không như cái trường hợp cũ nữa là nó trong ở trong hóa đơn mua hàng nó ghi luôn một cái dòng là cước vận chuyển. Vậy nếu trong trường hợp một hóa đơn cước vận chuyển mà viết rời ra một hóa đơn riêng biệt như thế này thì các bạn sẽ làm như thế nào với hóa đơn cước vận chuyển này? Đối với hóa đơn cước vận chuyển này nó là dịch vụ các bạn ạ, nó là dịch vụ vận chuyển. Vì vậy các bạn sẽ vào cái trường hợp là một là vào mua dịch vụ hoặc là vào phiếu chi. Nhưng mà vì cái hóa đơn này nó là 5 triệu và Mộc Lan giả sử là công ty này nó thanh toán dưới 20 triệu, nó thanh toán luôn bằng tiền mặt cho công ty Tín Phát luôn rồi. Thế thì kế toán sẽ thể hiện ở trên phần mềm như thế nào? Các bạn sẽ vào nhập phiếu chi tiền mặt luôn. Chúng ta chỉ vào mua dịch vụ với trường hợp là mua dịch vụ mà chưa trả tiền nhà cung cấp hoặc là trả tiền bằng chuyển khoản. Còn trường hợp mua dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt thì chúng ta đều vào phiếu chi. Phiếu chi thì nội dung ở đây các bạn sẽ điền là 3693. Các bạn thấy Mộc Lan điền mà nó chưa có hiện ra thông tin, tức là cái nhà cung cấp này chưa tạo, Mộc Lan sẽ nhấn vào dấu cộng để tạo nhé. 331 Tín Phát, loại tài khoản đây là 331. Còn tên công ty cổ phần cơ khí và thương mại Tín Phát. Địa chỉ mã số thuế 0109273693. Đó, và cái đối tượng ở đây lúc này Mộc Lan sẽ điền lại là sau khi tạo xong rồi thì Mộc Lan điền mã số thuế nó đã ra. Để chọn lý do chi ở đây là cước vận chuyển. Thực ra nếu các bạn biết là cái hóa đơn này vận chuyển cho cái lô hàng nào thì các bạn ghi cụ thể ở cái diễn giải này ra nó càng tốt. Mộc Lan ví dụ như là cái hóa đơn này cái cước vận chuyển là ngày 17 tháng 1 nhé. 17 tháng 1 thì chúng ta sẽ đi. Ngày 17 tháng 1 thì các bạn sẽ đi vào hóa đơn mua vào này. Đến mua hàng hóa này. Và chọn đến cái ngày 16 tháng 1. Mộc Lan giả sử là cái hóa đơn vận chuyển đó nó sẽ vận chuyển cho cái đơn hàng mua lốp của công ty Michelin ngày 16 tháng 1 năm 2023. Thì số hóa đơn là 2010. Số hóa đơn mua hàng là 2010. Vì vậy quay trở lại, nội dung diễn giải là cước vận chuyển mua hàng cho hóa đơn 2010 ngày 16 tháng 1 năm 2023. Các bạn ghi diễn giải càng cụ thể ra bao nhiêu thì sau này khi mà kiểm tra lại dữ liệu khi in sổ ấy, các bạn nhìn nội dung diễn giải chúng ta dễ tìm. Không là in ra là không biết là cái chi phí vận chuyển này của hóa đơn nào để kiểm tra cả. Đúng không? Việc tất cả các cái việc ghi chép của các bạn cũng chỉ là nhằm mục đích làm gì? Cho chính bản thân bạn dễ nhớ và sau này có ai hỏi gì thì chúng ta dễ giải trình. Thế thôi. Và cái ngày ở đây là ngày 17, ngày hóa đơn vận chuyển là 17 tháng 1 năm 2023. Nên Mộc Lan sẽ sửa là thành ngày 17 tháng 1 này. Đó, thế còn dưới đây là chi phí mua hàng như thế này rồi. Mộc Lan sẽ hạch toán vào 156 bởi vì là nó sẽ cộng vào giá trị tiền hàng. Chính vì vậy mua hàng, vận chuyển cho hàng hóa thì sẽ tài khoản nợ là 156. Còn vận chuyển cho nguyên liệu thì tài khoản nợ sẽ là 152. Các bạn chú ý nhé. Sau đó thì Mộc Lan nhấn lưu thôi. Đấy là xong cái bước 1, hạch toán cái chứng từ chi phí mua hàng. Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần phải nhập một cái hóa đơn mua hàng, cái hóa đơn 2010 đó. Sau đó các bạn điền cái số tiền là gì ạ? Điền cái số tiền 5 triệu vào tổng tiền ở đây và chúng ta sẽ nhấn vào cái chữ phân bổ để nó phân bổ. Cái video này, cái video bước 2 này thì Mộc Lan đã hướng dẫn cho các bạn ở cái bài số 9 phần 2 rồi. Các bạn có thể vào xem lại. Chúng ta sẽ tiếp theo cái bước số 2 là chúng ta sẽ nhập cái hóa đơn số 2010
điền hết tất cả các cái mặt hàng này vào, giá trị của các cái mặt hàng vào, rồi sẽ quay trở lại cái tổng tiền chi phí mua hàng ở đây là 5 triệu để các bạn phân bổ các bạn nhé. Đấy là Ngọc Lan đã hướng dẫn xong toàn bộ những cái trường hợp lắt léo nó liên quan đến chi phí mua hàng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của bài học là mua dịch vụ. Và trong video ngày hôm nay thì Mộc Lan sẽ hướng dẫn mẫu cho các bạn một cái hóa đơn viễn thông, hạch toán hóa đơn viễn thông. Thế thì tương tự hóa đơn xăng dầu các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy nhé. Từ mua hàng này mà các bạn sẽ đi vào phiếu chi hoặc là mua dịch vụ. Chúng ta sẽ chỉ vào mua dịch vụ với trường hợp là cái hóa đơn mua dịch vụ đó nó hơn 20 triệu đồng và chúng ta trả tiền bằng chuyển khoản hoặc là chúng ta mua dịch vụ mà chưa thanh toán cho nhà cung cấp. Còn nếu chúng ta mua về và đã mua dịch vụ và thanh toán luôn bằng tiền mặt thì các bạn vào phiếu chi. Trong trường hợp thực tế cụ thể cái hóa đơn này là cước viễn thông và thanh toán, Mộc Lan giả sử hóa đơn này thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt thì các bạn sẽ vào thẳng cái phiếu chi cho Mộc Lan. Ở trên này sẽ là cái đối tượng nhà cung cấp thì các bạn phải căn cứ vào hóa đơn xem công ty này là VNPT đúng không? 9738, các bạn sẽ điền 9738. Đó. Sau đó quay lại điền ngày 15 tháng 1 năm 2023. Và phần dưới cái phần thêm mới này các bạn sẽ điền nội dung là cước viễn thông. Mộc Lan ví dụ là tháng 1 năm 2023 đi. Thực chất thì cái ngày 15 mà xuất hóa đơn thì nó phải từ 15 tháng trước đến 15 tháng này rồi. Nhưng mà đây là chứng từ mẫu. Mộc Lan hướng dẫn cho các bạn cái quy trình mẫu thôi. Còn thực tế nội dung kinh tế khi các bạn đi làm ấy, nó như nào thì các bạn phản ánh đúng như vậy. Và tài khoản chi phí thì các bạn phải căn cứ xem cái chi phí này dùng cho cái việc gì. Thì các bạn sẽ hạch toán vào tài khoản chi phí tương ứng. Mộc Lan giả sử dùng cho việc quản lý, gọi điện, quản lý chung của doanh nghiệp thì Mộc Lan sẽ cho vào 6422 nhé. Số tiền ở đây là 865.000. Các bạn sang tắt thuế, các bạn kiểm tra này. Nếu chưa lên tiền thuế thì các bạn click đúp chuột vào cái dòng dòng thuế này để các bạn điền tài khoản thuế, điền phần trăm thuế và xem cái số tiền thuế khớp chưa. Số hóa đơn đối với phiếu chi thì sẽ là bên tác thuế. Vì vậy các bạn sẽ điền số hóa đơn này 01 2323. Sau đó các bạn nhấn OK và các bạn nhấn vào lưu. Đã lưu dữ liệu. Vậy là Mộc Lan đã hướng dẫn cho các bạn nhập xong một cái hóa đơn mua dịch vụ thanh toán luôn bằng tiền mặt thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ chạy ra phiếu chi nhá. Và chúng ta sẽ vào in phiếu chi này. Các bạn nhìn thấy này, cái thông tin phiếu chi nó đã được hiển thị lên này. Ở cái phần mềm của Mộc Lan nó sẽ có cái chức năng là in hàng loạt các cái phiếu chi. Nếu như các bạn làm ở những cái file Excel thủ công bình thường ấy, các bạn sẽ phải chọn từng phiếu một để in từng tờ một, rất là mất thời gian. Nhưng đây nó là phần mềm và được lập trình rồi, nên tất cả những cái phiếu thu chi hay là thậm chí là phiếu nhập, phiếu xuất, các bạn đều có thể tạo hàng loạt các cái phiếu và các bạn in hàng loạt các cái phiếu ở trên phần mềm kế toán này thay vì cái việc là các bạn in từng tờ một các bạn nhé. Thế và muốn chuyển sang các cái phiếu khác thì các bạn chỉ có thể là điền số ở đây, ví dụ phiếu nhập số 2 đó, các bạn điền số thì nó tự động nó chạy. Đấy là các bạn muốn xem nhé, xem từng phiếu nhé. Hoặc là các bạn có thể là tạo hàng loạt các cái phiếu bằng cách là nhấn vào cái chữ tạo hàng loạt. Ở đây các bạn muốn tạo hàng loạt từ phiếu nào đến phiếu nào thì các bạn sẽ điền từ số phiếu muốn xem đến số phiếu cần tạo hàng loạt. Thì khi tạo hàng loạt nó sẽ xuống danh sách các cái phiếu như này. Đấy là chúng ta phục vụ cho cái việc là tạo hàng loạt xong các bạn kết xuất ra ngoài Excel để phục vụ cái việc là gửi cho người khác hoặc ai đó quản lý. Còn khi mà in ấy, thì các bạn có thể nhấn vào in hàng loạt. Sau đó ở đây các bạn sẽ chọn cái máy in của các bạn. Dù các bạn đã cài máy in Canon hay là máy gì thì máy in các bạn sẽ chọn cái máy in của các bạn vào. Tham chiếu. Cái ô tham chiếu này thì các bạn sẽ tham chiếu trực tiếp. Đặt con chuột vào cái ô tham chiếu này và nhấn nhấn nó vào cái ô. Và các bạn chọn đến cái ô L5 này nhá để cho nó hiểu được rằng là các bạn cái số phiếu nó sẽ tăng theo ô này và mã các bạn muốn in là từ phiếu nhập đó muốn in từ số nào 00001 đến số 00100 cũng được, tức là cái số hóa đơn của cái số phiếu của các bạn phải căn cứ vào thực tế các bạn nhập là có bao nhiêu phiếu nhập đó thì các bạn hãng in nhá, chứ không phải các bạn cứ điền thích nào thì điền thế đâu, tức là in đến số 100 thì phải đáp ứng là trên phần mềm các bạn đã có 100 phiếu nhập rồi. Các bạn hiểu, các bạn hình dung ra chưa? Rồi ok.
Đấy là Mộc Lan nói thêm qua một chút cho các bạn về cái hóa đơn mua dịch vụ mà thanh toán bằng tiền mặt luôn. Và còn một cái trường hợp nữa là mua dịch vụ trong cái trường hợp là hóa đơn mua tài sản cố định hay là công cụ dụng cụ thì các bạn cũng có thể vào mua dịch vụ được. Thì cái bài nội dung bài học hôm đấy thì Mộc Lan sẽ hướng dẫn cho các bạn vào cái phân hệ là chứng từ mua dịch vụ đối với hóa đơn mua tài sản cố định, tức là bài học số 11 ngày hôm sau các bạn nhé. Và buổi học ngày hôm nay hướng dẫn nhập hóa đơn mua dịch vụ đến đây là thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học số 11 hướng dẫn nhập hóa đơn mua tài sản cố định và ghi tăng.